Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục đảm bảo ổn định. Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, bồi dưỡng giáo viên được chú trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được trang bị đồng bộ theo chuẩn hóa. Chất lượng dạy học ở các bậc học được nâng lên. Năm học vừa qua, Vĩnh Phúc duy trì là một trong những địa phương nằm trong top đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Năm thứ hai liên tiếp, Vĩnh Phúc đứng đầu toàn quốc về điểm trung bình chung thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Có một học sinh xuất sắc đạt huy chương bạc tại cuộc thi Olympic hóa học quốc tế lần thứ 58, xếp thứ 7 toàn quốc về số học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá được đổi mới theo hướng phát triển năng lực học sinh. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những địa phương nằm trong top đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tam Dương tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hoàng Hoa năm 2024. Hiện nay, trên địa bàn xã Hoàng Hoa đã và đang duy trì 7 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 13 tổ hòa giải và 69 tổ liên gia tự quản, có 12 thôn, 1 trường học, 1 cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 6 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Tại ngày hội, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tam Dương đã phát động phong trào thi đua, tiến hành ký kết giao ước thi đua với quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong dịp này, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Hoa tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Thưa quý vị, phát huy vai trò tự quản tại khu dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó góp phần tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh, phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên đang duy trì hoạt động của 140 tổ liên gia tự quản tại 12 tổ dân phố. Mỗi tổ phụ trách từ 25 đến 35 hộ liền kề trên địa bàn dân cư. Thực hiện mô hình điểm về tiêu chí an toàn trong phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Tổ dân phố Trà Hai, phường Hội Hợp đã tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, phòng cháy chữa cháy, vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và nói không với các tệ nạn xã hội. Chúng tôi tập trung vào cái nội dung thứ nhất là về sạch và đẹp. Về sạch là chúng tôi đã vận động nhân dân vệ sinh vào sáng ngày Chủ nhật hàng tuần. Và cái thứ hai là vận động nhân dân ít nhất mỗi hộ gia đình mua một thùng rác theo quy định chung của như thế là khu phố. Cái thứ ba là về an toàn thì chúng tôi đã vận động nhân dân tối thiểu mỗi hộ gia đình có một bình phòng cháy, chữa cháy, an ninh. Cái thứ hai về an ninh là chúng tôi đã vận động nhân dân là mắc camera an ninh ra ngoài cổng. Trước kia thì nhân dân là mắc ở trong nhà, trong đó là chúng tôi vận động mắc ra ngoài cổng để quan sát được như thế là đường làng ngõ xóm, thì được nhân dân rất là ủng hộ. Đến nay như thế chúng tôi đã được 70% số hộ gia đình đã mắc camera an ninh ra ngoài cổng. Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường,
xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung, tiêu chí của tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Vận động nhân dân tích cực xây dựng tuyến đường, hiểu được ý nghĩa của phong trào. Từ đó, người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, không vứt đổ rác thải bừa bãi. Từ khi được về đích nông thôn kiểu mẫu thì cái ý thức của người dân, toàn dân là cũng nâng lên được rất là cao. Vì là trước kia thì cái môi trường nó chưa vào nề nếp. Thế nhưng mà bây giờ khi đã vào nề nếp rồi thì bà con cứ sáng ra là sạch từ trong nhà mình, sạch ra đến đường làng ngõ xóm. Đấy là hoàn thành một buổi sáng. Thế còn thì về ý thức chung là bảo vệ kể cả về cây trồng này là bà con cũng rất là ý thức, không có dẫm đè lên hoặc là vứt rác bừa bãi nữa mà có quy định hẳn hoi, các cái thùng rác có quy định và phân loại rác thải hẳn hoi. Việc xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư được triển khai hiệu quả, phát huy vai trò sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cầu qua tràn xả lũ Hồ Đại Lải hay còn gọi là cầu tràn Hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, nằm trên tuyến đường tỉnh 301 kết nối Vĩnh Phúc với tỉnh Thái Nguyên. Cầu được xây dựng cùng với Hồ Đại Lải từ những năm 1959-1962. Trải qua 65 năm vận hành sử dụng, cầu tràn Hồ Đại Lải đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và không đảm bảo an toàn hồ đập. Hiện nay, cầu tràn Hồ Đại Lải bị nứt nhiều chỗ tại dầm cầu. Mặt cầu bị đọng nước, thấm nước khi có mưa. Mặt dưới cầu bị bong chóc, phía đầu cầu bị lún. Trước thực trạng đó, thành phố Phúc Yên đã có các biện pháp tạm thời nhằm đảm bảo an toàn công trình thủy lợi cầu tràn Hồ Đại Lải và đảm bảo an toàn giao thông. Thành phố cũng đã xây dựng cái phương án điều tiết giao thông, lắp đặt các cái biển cảnh báo hạn chế các cái loại xe trên 1,5 tấn, chiều cao dưới 2m3 và trên 9 chỗ ngồi là không được phép lưu thông. Cầu tràn này chỉ dành riêng cho các xe thô sơ và các cán bộ công nhân vận hành để đi lại qua cầu tràn. Nhưng trải qua 65 năm thì cầu tràn hiện nay là đã xuống cấp. Hiện nay thì là mỗi một đợt xả lũ thì các xe cơ giới đi qua cầu tràn thì hết sức mất an toàn. Mong muốn tất cả các cấp các ngành để sớm đầu tư cải tạo nâng cấp để cho cái cầu tràn này nó được an toàn và để cho đảm bảo giao thông qua lại. Cầu tràn Hồ Đại Lải có thiết kế dài 39m, rộng 3,8m, chỉ dành cho người và các xe thô sơ qua lại. Tuy nhiên, cầu tràn Hồ Đại Lải được kết hợp làm đường giao thông. Hàng chục năm qua, cầu chịu tác động rất lớn từ các phương tiện giao thông, với nhiều xe có trọng tải lớn qua lại, gây ảnh hưởng đến kết cấu cũng như tuổi thọ của cầu tràn. Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, dần chiếm tỷ lệ tương đối trong cơ cấu tổng số người tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh, góp phần đẩy nhanh lộ trình thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân. Nếu như năm 2014, toàn tỉnh chỉ có hơn 52.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, thì đến nay có hơn 275.000 người tham gia, đạt 84% tổng số đối tượng, tăng hơn 18.000 người so với cuối năm 2023 và gấp 5,5 lần so với năm 2014. Số lượng người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng nhanh đã góp phần quan trọng đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt gần 1,15 triệu người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,3% dân số. Để góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế, đưa các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương. Coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tạo dựng niềm tin, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế.